Kính thưa cô bác anh chị em, bữa nay là ngày 26 Tết, mình cũng đi ra trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ rồi quý vị, để xem cái người dân bữa nay đi chợ cái để ta mua bông bán đắt không nha quý vị. Đây là trung tâm thương mại nha. Cái này kêu cái bằng bông gì ta? Dạ, cái này là cẩm nhung đó. À, cẩm nhung, cái tên rất xếp đẹp ha. Dạ. Ừ. Bán mấy chậu cơ? Đây là cẩm nhung. À, một chậu 25 ngàn là... cẩm nhung nha quý vị. Phải rồi, cẩm nhung 25 ngàn chậu. Yeah. Mua được không? Được. Mua về trưng tết đi ha. Giá này cũng vậy. Dạ. Ơi, bông của cô còn bút lắm, không có nở. Cái này đâu phải nở đâu, nó còn bút lắm. Còn bắp nở nhỏ ra đẹp mà để em nở đi. Ờ, xong đẩy lên bên chị coi ở trò xong là em bút lắm hết em. Dạ, chị lên chị ngồi đi con đẩy lên cho. Em bán, dạ, mai bán đắt, bán cho mau hết. Đây là cúc không quý vị. Bích nó có ra không cơ? Dạ, chưa. Chờ gì mù quá đi. Cái này nhiêu à cô? Gì hết. Chắc được rồi.
Vậy là cúc không quý vị. Cây mai này 350 nè quý vị. Cái đó bao nhiêu chú? 350. Hết sức cây mai tàn ha. À, kính thưa quý vị, bữa nay cũng là ngày 26 Tết nha quý vị. Thì lúc chắc sáng này tại trung tâm thương mại, cái người dân cũng ra đây hết sức là mua mai, mua cúc, mua thọ đông quý vị. Ở đây cúc rất là đẹp nha. Ở đây là thọ màu vàng, thọ màu đỏ. Cái này kêu cái bằng bông vậy ta? À, cẩm nhung, cái tên rất xếp đẹp ha. Thì bán mấy chậu cơ? À, một chậu 25 ngàn. Cẩm nhung nha quý vị. Phải rồi, cẩm nhung 25 ngàn chậu. Mua được không? Được. Mua về trưng tết đi ha. Giá này cũng vậy. Này thọ nào quý vị. Này cúc. Hết sức nhiều thọ. Hết sức đẹp ha. Cái thọ này ta đang mua nè quý vị.
đẹp ha. Có ai trải nghiệm kêu thôi. Nghe nghe. Dạ. Bán đắt không chị? Dạ. 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 Mình năm nay mình bán so với bao năm đắt hơn không chị? Bên nay thì gì bán bên nay mới có 26 à. Dạ. Chưa kết thúc là bữa cả 28-29 đó. Bây dạ. Là biết kết thúc là ế. Dạ là dạ đó, dạ đúng, đúng rồi. Dạ. Dạ. Mà chị lên hồi nào chị? Nay bóng nhà ở gần đây chỗ bệnh viện nè. Dạ. Dạ. Dạ ở gần đây mình chồng nhà. Dạ chồng nhà. Dạ. Vậy là năm nay mình bán cặp gì đựng như vậy? Cái này thì mình bán được có 150, còn thợ thì 80. Rồi thọ này thì 50 tùy theo. Dạ 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 tốt xấu dạ. Nhà ít cây với nhiều cây, nếu vậy là cái giá này dạ. Mình hay sống cũng được à chị. Dạ 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 chị. À, cái này 160 rồi chị. Ta lựa đó bông đẹp lắm, chục sáu cặp đó. Dạ 160 hai chậu vậy nè bông đẹp. À, bắt đầu mình đi nha quý vị. Chú nào mua cặp ở đó hả? Dạ. Dạ. Mình quá êm ha. Dạ. Đây là thỏ màu đỏ nha quý vị. Mấy cái này người ta mua rồi đó hả cưng? Dạ. Mấy cái này nó chưa nở hết rồi, còn bóp nhóc là nó còn kéo dài lâu lắm. Chân qua Tết luôn. Dạ. Dạ. Nè nó còn bóp nhóc chân nè, nè, thấy không? Nó mấy cái đó là nó còn trổ nữa đó. Con bao bà hai chưa tới một mờ luôn chưa tàn nữa. Ừ. Dạ. Nhưng mà mình thấy nó còn tươi hoài mình cũng phải giữ hoài. Dạ. Bỏ đĩa hũ. Đây là rau quả nha quý vị. Rau quả hợp dịch. Đây là mai vàng. Cái đó nhiêu bác sĩ? Hả? Cái đó nhiêu bác sĩ? Mai 400 đó. À, êm ha, cái đó quá êm rồi. 400 vừa xài. Ờ. À, cái mai này 400 ngàn quý vị. Đây là bông giấy với là bông thọ nha quý vị. Hết sức chỗ này có cái bãi lớn nha.
Ờ à, cái đó bông nhiều ha. Qua Tết là lấy cái gốc này xài lại sang năm sau lên đọt khác. À, chứ đâu có để được luôn thì được phải luôn đó. 120 rồi. Đây rồi thôi nữa. Cái gì à? Nhiều hả chú? Nhiều à. Chứ ông tính cái gốc này thì đừng tính trên. Nhiều hả chú? Nhiều à? Để giọng chặt rưỡi ông trả. Dạ. Em ha. Không, mùa nay bán thì thấy vừa lắm. Dạ. Ồ, cái trồng gốc nhà mà đậu má nó cũng vừa hết trơn. Rồi giờ lấy gì cho có hương vị Tết. Cái này là ông nhìn là ông biết chỗ sửa chỗ nào đi, chỗ cắt là chỗ nào. Đậu nhiều lắm không? Đậu nhiều lắm. Chủ yếu là cái vàng nụ này. Ờ, cái vàng nụ đó đó. Đeo qua Tết bỏ hết. Nụ đó là vừa trăng Tết luôn đó. Mà giống này chắc giờ ghét lợ luôn. Rồi, bông ta bông chạy. Bông dữ lắm nè. Ừ, mua mai. Ăn trước luôn chở được. Cái đó 150 gì đó mấy ông chú? 150 đó cô ơi. Tùy theo cây ha. Tùy theo cây. Yeah. Cái này 300.000 nè, 300.000 cây nè. Đây là thọ ngủ gì? Thọ màu vàng rất là đẹp. Đây là cúc, cúc ngâm sôi. Đây là ta bán thọ màu vàng, thọ màu đỏ ngủ cái gì? Bên đây là ta bán quần áo nè. Mình mua người bán dễ về rồi qua năm mới mình mặn ăn dễ luôn. Mấy cặp à, mấy cặp à? 30.000. À 30.000 hả? Ồ 30.000 cặp ha. Đây là chỉ nó mình. Vậy hả? Ủa, còn bên đó tới 70. Ờ ôi. Bên chị gà 70.000 bên đây. 30.000 là 15.000 chậu. Thôi đưa xuống cho bà lựa đi chị ngồi chứ. Không không chị lựa đi. Không không chị lựa đi.
À, kính thưa quý vị, bữa nay cũng là ngày 26 Tết của quý vị. Thì cái người dân bữa nay hết sức là mua bông nhiều nha. Đi chợ rộn rệt luôn. Chín chậu, chín chậu. Chị nói gì nè, như là bốn tập, là bà đòi cho xe nó đi một tập, hai tập, ba tập, bốn tập phải không? Bốn tập mà dư cái là gì, dư cái. Cho đi. Không dư là rồi. Nếu không vậy là quá khứ dễ giải luôn. Dễ giải lắm. Rồi. Rồi rồi rồi. Là hết thấy nha chị. Là mượn là 120, 120. Bốn tập hai cây 60, 120 đúng rồi. 120. Chị có tiền lẻ không chị? Chị có tiền lẻ rồi rồi họ luôn. Hết sức là bán bông dễ giải nha. Rồi 120 ha. Được vậy là quý lắm rồi. Dạ được vậy là quý lắm rồi. Năm 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 nào cũng vậy là miễn phí. Ồ vậy là quý lắm rồi đó. Chúc nha. Dạ. Ngăn di động á. Vậy hả? Ừ vậy quý lắm, 120 rồi ba. Vậy đây 120 thành 380. Rồi vậy đủ hả chị? Nè, này 300 cái này 80 không chị? Dạ rồi. Rồi. Bây giờ vô đi. Rồi rồi. Rồi dạ, dạ. Để trong đó đi rồi chút nữa chị lại chẳng đâu chị lấy lấy. Không bây giờ chở giờ này giờ vô đi rồi. Vậy vô bọc cho chị nghe. Ừ chị chở giờ này. Rồi rồi lựa đi nha chị. Hai, rồi. Hai cái bọc bự quá. Rồi có bọc không chở từng trời. Không có đâu. Chị này bán hết sức là dễ giải luôn nha quý vị. Rồi bán luôn. Hiện tôi đi nó về vòng vòng không ai dễ như chị đó. Rồi nó đi ổng đi ổng vòng vòng không ai dễ không có anh à. Lựa đi. Bác nói mua rẻ bán luôn rồi. Chưa dễ ai là dễ. Ơi bán dễ chị ơi. Chú phải lấy để trong ngoài này nè, mình dòm chính xác. Ờ rồi mình lựa ông ấy để vô. Ờ vậy đó. Vô ngoài dòm cho chính xác. Ê thôi chở hai quận đi cho chắc ăn. Rồi ở đây cũng có bắn bắp nữa nha quý vị. Hết sức bắp ngon luôn nha. Dạ. Tí nhiều. À, kính thưa quý vị, đây là khúc mà quý vị.
Hết sức người ta mua bông đẹp như vậy. Mình à, mua bông mình có lại luôn nghe, nữa mình lên TV coi luôn. Cô Bảy miền Tây. Dạ. Bông bông vui vẻ ha. Dạ. Bông bông vui vẻ mà mưa cũng quá. Dạ, quá đẹp. Cái này là bự không quý vị? Đây là thỏ màu đỏ. Cái đó là mai vàng nha quý vị. Hết biết thỏ này ta vô chậu sẵn luôn nè. Thỏ này ta vô vô chậu sẵn luôn nha. Ai mua là lấy luôn cái chậu nè. Nhiêu chị? Nhiêu ạ? Dạ. Hết sức tay vô chậu sẵn luôn ha. Thì sẵn vậy đó chứ không về chống thôi ạ.
bữa nay thì thấy cái người dân đi chợ xếp là đông. Đây là dưa hấu nữa vậy. Dưa hấu trái to to hơn. Cái này là bưởi không quý vị? Bên này là khu vực chợ. Đây là bưởi không vậy? Đây là dưa hấu Tết như vậy. Đây là bánh kẹo nha. Hết sức, bên này là bông thọ nha quý vị. Cái này thọ này ta mua rồi nè, ta chở về nè. Cái này ta cũng mua xong nha quý vị. Hết sức là đỏ tốt không quý vị. Cái thọ này ta đang mua nè quý vị. Đây là cúc nha quý vị. Ở đây là chậu cúc này ta mua rồi nè, ta chuẩn bị chở đi nè. Thank you.
Đây là thỏ màu đỏ. Chỗ bông bành bành đó. Bên đây là thỏ này tao mua rồi nha quý vị. Đây là cúc. Bán mai được kìa, bán em cũng thưa hết rồi nha. Dạ. Cái này nhiêu chú? Cái này không phải không đủ. À, quá êm ha. Thỏ nào quý vị, này cúc, hết sức nhiều thỏ. Không
chỗ này mông mâm xôi, mông mồng gà. Này là bông giấy nữa vậy, nó rất là đẹp nha. Bông giấy chỗ này đủ thứ loại màu nha quý vị. Đủ màu hết luôn. Đủ thứ màu hết quý vị. Đây là bông giấy với là bông thọ nha quý vị. Hết sức chỗ này có cái bãi lớn nha. Chị này bán hết sức là dễ dãi luôn nha quý vị. Rồi bán lên. Hiện tôi đi nó về vòng vòng không ai dễ như chị đó. Rồi nó ổng đi ổng vòng vòng không ai dễ không có anh à. Lỡ đi. Bác nó mua về bán luôn rồi. Chưa dễ ai là dễ. Rồi bán dễ chị ơi. Chú phải lấy để trong ngoài này nè, mình dòm chính xác. Rồi mình lựa ông ấy để vô. Vậy đó. Vô ngoài dòm cho chính xác. Ê. Thôi chở hai quận đi cho chắc ăn. Rồi ở đây cũng có bán bắp nữa nha quý vị. Hết sức bắp ngon luôn nha. Dạ. Đi đi. Đó, xính đi nhiều. Xính lắm đó. Cho chị mấy chuyện. Vậy hả?